Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 5 của quyển 10 Phá Hán tử thần, người nào còn sống Hàng loạt những cái ảo ảnh nó đang được bày ra Nó nó làm cho dư tô của chúng ta và cả chính chúng ta là người đọc và người nghe Cũng đang bị chìm trong những cái ảo ảnh đó Không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nữa Và dư tô cùng với chúng ta đang cố gắng để đi tìm ra cái bí mật đó là gì tiếp theo nó ra sao thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi hãy nhớ ủng hộ tuấn bằng cách để là comment thảo luận ấn vào nút like nút chia sẻ video và đừng quên mua trà bút chuẩn tân cương thái nguyên để ủng hộ a tuấn cùng với kẹo lạc và kẹo dồi bột trà xanh giảm ngọt 30% và sản phẩm bột chẩm chéo chuẩn vị tây bắc mở ra cực kỳ thơm và cả đàn gà nhà bạn sẽ lăn ra ngất xỉu các bạn có thể theo hướng dẫn ở góc màn hình này để được tư vấn lựa chọn được những sản phẩm ưng ý và ngay bây giờ thì trở lại với chương trình chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu khi mà dư tô đi gặp người mẹ đẻ của mình ở trong một ảo ảnh hay là một cơn mơ Dư Tô hít một hơi thật sâu Tiến vào trong công viên Cô đưa mắt nhìn xung quanh rất nhanh Đã thấy địa điểm gặp mặt Là cái trò nghỉ mát ở phía bên tay trái Từ xa cô đã thấy một người phụ nữ Đang ngồi trong đình nghỉ mát Xem ra bà rất căng thẳng Cứ cúi gầm mặt như vậy Hai tay để ở trên đùi Đang siết chặt lại Một người phụ nữ độ ngoài 40 tuổi Dư Tô biết chắc chắn chính là người này Cô tiến lại thật gần bước trên thềm đá đứng trước tròi nghỉ cô dừng lại trước mặt của người phụ nữ người phụ nữ cúi đầu nhìn thấy đôi chân đang ở trước mặt mình bà ấy mới ngẩng phát lên khoảnh khắc khi mắt của hai người giao nhau thì cả hai cùng sững sờ bởi lẽ gương mặt của cả hai giống nhau như đúc vậy dư tô vừa nhìn thấy người phụ nữ nọ thì những mảnh ký ức vỡ vụn đột nhiên ào ào sống dậy cô nhớ ra rồi cô đã nhớ ra tất cả rồi nhưng tại sao? Tại sao trong ký ức của cô lại khác với lời kể của cha mẹ? Người phụ nữ khóc òa đứng dậy ôm chặt Dư Tô vào lòng. Cô cũng sững sờ đứng như trời trồng. Cô chỉ kịp nghe người phụ nữ gọi một tiếng tiểu an. Sau đó mắt cô lại hoa lên. Căn phòng khách sạn sạch sẽ sáng sủa, chỉ liếc qua thôi đã thấy vẻ lo lắng của Phong Đình Nhìn thấy rõ mặt của anh Dư Tô vừa định mỉm cười Và nói câu gì đó Thì mắt cô lại tối sầm Cô có một giấc mơ Mơ thấy mình là một đứa trẻ hơn 3 tuổi Trải qua thời gian nặng nề tuyệt vọng Cùng với người phụ nữ mang vẻ ngoài giống mình Người phụ nữ bế cô trước tàn tích của đám cháy Gào khóc nức nở Sau đó bà tuyệt vọng cõng cô nhảy vào con sông lớn Ở bên ngoài làng Cảm giác của một người sắp chết đuối bùa vây dư tô nước không ngừng ập vào mũi và miệng. Với thân xác nhỏ bé bất lực, sợ hãi quẫy đạp trong làn nước, dãy dụa trong vô vọng. Cặp mắt đau xót nhìn thấy rõ mẹ mình đang từ từ chìm xuống. Dư Tô cố gắng há mồm hít thở, nhưng cái thứ ập vào miệng chỉ toàn là nước. Người cô vừa căng chặt vừa đau đớn, cảm giác nghẹt thở khiến động tác dãy dụa của cô dần yếu đi. Một lát sau, thậm chí nỗi đau và cơn nghẹt thở biến mất Cô như một con cá chìm giữa mặt nước Bình tĩnh để cho nước chảy vào miệng mình Vào bụng mình Bình tĩnh nhìn mái dài bồng bềnh như rong biển của mẹ Dư tô chợt bở mở bừng mắt Liên tục thở hồn hển Tiếng thở của cô vừa lớn vừa gấp gáp Cô mắt mở trừng trừng như muốn nổ tung Ánh nhìn kinh hãi không có tiêu cự Cô không biết là mình đang nhìn đi đâu Thậm chí thân thể của cô còn có ảm giác như đang bồng bềnh trong làn nước phải đến vài phút sau cô mới hoàn hồn. Nhịp thở của Dư Tô đều đặn. Cô chớp chớp mắt nhìn bóng đèn huỳnh quang ở trên tường. Ở đây không có nước. Cô không chìm. Cô đang nằm ở trong một phòng bệnh. Dư Tô cắn lưỡi. Thật đau. Rồi sau đó chống vào thành giường chậm chậm ngồi dậy. Tại sao trong đầu cô lại thêm một khoảng ký ức mới như vậy? Tại sao trong khoảng ký ức này cô lại có thêm một người cha một người mẹ mới? Người phụ nữ bế cô nhảy xuống sông sau đó có chuyện gì xảy ra Chẳng lẽ bố mẹ hiện giờ của cô không phải là người sinh ra cô Còn nữa Nhiệm vụ Nhiệm vụ đã hoàn thành chưa Dư tô tạm gạt đi những ký ức kỳ lạ này sang một bên Cô bắt đầu nhớ về màn chơi số 14 Thế nhưng cảm giác tuyệt vọng lại xông thẳng vào trong đầu Cô vẫn nhớ Mở đầu màn chơi là một phòng khám Nơi đó có rất nhiều những oan hồn quỷ nhi Còn có ba NPC trong đó đầu đinh đã nhờ cô tìm đến nhà để thăm bố mẹ của cậu ta Sau đó cậu ta cũng nói cho cô biết Màn chơi này chỉ vừa mới bắt đầu Tiếp theo thì sao? Dư tô cố gắng nhớ lại Nhưng những cảm xúc tiêu cực như chuẩn bị sụp đổ Lại càng lúc càng nặng nề Nó khiến cho cô không thể nhớ được bất kỳ chuyện gì cả Thậm chí cô còn không thể tự khống chế nổi mình Mà bắt đầu ứ lệ Lúc này cửa phòng bệnh được mở ra dư tô ngoảnh đầu lại theo tiếng mở cửa cô thấy người tiến vào là phong đình thấy dư tô đã tỉnh anh vội vàng tiến tới cúi người lau nước mắt cho cô rồi hỏi vẫn là giọng nói ấm áp đó em thế nào rồi sao lại khóc vậy gương mặt của anh rất gần dư tô nhìn anh vài giây rồi đột nhiên túm chặt lấy tay của anh cắn mạnh vào ngón tay của phong đình cô nghiến chặt răng cho đến khi phong đình đau đến mức phải khẽ suýt xoa cô mới chịu nhà phong đình bất lực cười em sao vậy em bị ma chó ám thì à dư tô nhìn anh chằm chầm nhíu mày em không biết chỉ là tự nhiên em muốn trả thù anh hơn nữa em cũng muốn tát cho anh một cái vậy có cần anh chia mặt ra không dư tô nhìn dấu răng ở trên tay của anh rồi lắc đầu thôi để em cố nhịn vậy phong đình bật cười nếu như mà không nhịn được thì cắn anh thêm cái nữa cũng được đó anh ngồi xuống bên mép giường ghé mặt lại gần khẽ trò trò lên mặt mình cắn ở chỗ này này dư tô chìa tay véo má anh xin lỗi bây giờ nhìn mặt em mà em vẫn còn thấy bực đó chiếc nhẫn kim cương ở trên tay cô lại sáng lấp lánh phong đình giữ lấy cổ tay cô nhìn chăm chú vài giây rồi đặt một nụ hôn lên đó hai người đi xuống bãi cỏ ở dưới bệnh viện gọi video cho mọi người đường cổ cũng vừa mới tỉnh anh và dư tô đều bất tỉnh được một ngày rưỡi những đồng đội đang chen chúc nhau trước ống kính xếp hàng chúc mừng dư tô hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng bạch thiên còn lấy điện thoại dùng một góc máy kỳ quái để bắn tim cho cô dư tô dựa vào người phong đình cả người rung lên phong đình quay đầu nhìn cô rồi nói với mọi người qua màn hình còn một tin vui tôi phải thông báo với các vị tôi và tiểu ngư đã chính thức yêu nhau đó phía bên kia màn hình ồ lên một chàng la hét vui mừng rồi lại nghe tiếng của y tá nghiêm nghị nhắc nhở hồ miêu lẻ lưỡi thì thầm này hai người về nhanh lên hôm nay về luôn đi tận tận hai người trong hội của mình hoàn thành màn chơi đó bọn mình phải liên hoan một trận tưng bừng chứ đường cổ nhướng mày híp mắt cười như hồ ly đừng có nghe lời cô ấy hai người cứ ở lại đó chơi vài hôm rồi em về dư tô nói mai chúng tôi cũng về thôi chúng tôi sẽ đem quà cho mọi người đám người chơi lại bắt đầu đùa cợt díu rít tất cả khuyên bọn họ cứ ở lại lâu hơn một chút phong đình tắt cuộc gọi trong lúc vương đại long còn đang bận nháy mắt anh đưa điện thoại cho dư tô em thật sự không muốn hỏi bố mẹ chuyện này sao trước đó khi còn ở trong phòng bệnh dư tô đã kể lại cho phong đình tất thảy những gì mình nhớ được sau khi đầu óc tỉnh táo lại trong quá trình kể dư tô cũng hiểu đại khái tình hình còn phỏng đoán của phong đình thì giống như cô vậy Cả hai đều biết, trừ những người đoạt ID bằng cách cướp ứng dụng thì những người chơi đều ít nhiều liên quan đến một vụ án mạng nào đó. Về phần Dư Tô lại không hề nhớ ra, trước đây mình có dính dáng đến vụ án nào. Những hồi ức thời thơ ấu có lẽ là thật. Ký ức không trọn vẹn, nó cứ đứt quãng và rời rạc nhưng vẫn đủ để cho cô ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Không nhớ được chuyện lúc 3 tuổi cũng là điều bình thường còn về phần tại sao tự nhiên lại nhớ ra thì dư tô không rõ có lẽ trong trò chơi cô đã gặp một chuyện gì đó liên quan và cũng có thể là chỉ là tự nhiên nhớ ra nhưng chuyện đó không quan trọng chuyện đó thực sự không quan trọng một tí nào cả bố mẹ cô mãi mãi là bố mẹ cô cho dù có quan hệ máu mủ hay không thì họ vẫn là bố mẹ cô bọn họ giấu cô chuyện này cũng là chỉ muốn tốt cho cô mà thôi nếu như bọn họ đã không muốn nói thì việc gì cô phải hỏi Dư Tô mỉm cười lắc đầu Em không muốn hỏi nữa Nhưng anh có thể kiểm tra giúp em được không Ký ức của em không được trọn vẹn Em muốn biết rõ tình huống khi đó Phong Đình nắm lấy vai cô Đương nhiên Anh rất vinh dự được giúp sức vì vợ chưa cưới của anh đó Miệng của Dư Tô run run Nhớ đến lần đầu gặp họ Khi ấy Phong Đình cũng nói như vậy Cô ngẩng đầu lên Nhắc đến đây Thì có phải trong trò chơi lúc nào anh cũng nói chuyện với phụ nữ như vậy phải không khi ấy chúng mình mới gặp nhau lần đầu đó, phong đình nhớ mày, à, chuyện này đó, khi ấy anh chồng em ngố quá, thấy đùa em có lẽ rất vui cho nên anh cố tình trêu đó ai bảo ạ, à? ai ngố, à, anh, à, là anh ngố, anh ngố. Ngày hôm sau, hai người sách túi lớn túi bé trở về nhà. Từ sáng sớm, các đồng đội đã có mặt ở sân bay đón họ. Vừa nhìn thấy hai người hồ miêu đã vẫy tay từ xa. Còn Vương Đại Long thì hồ hởi chạy tới. Anh đến trước mặt của hai người rồi nói với Dư Tô. <laughs> Chúc mừng cô đã hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ. Nào nào, lại đây cho tôi ôm một cái. Vừa nói, cậu ta vừa giang tay ôm lấy Dư Tô. Phong Đình đấm cho cậu ta một cái vào bảo vai. Rồi cười cười. Này, cậu chán sống rồi đấy à? Vương Đại Long mếu báo. Đúng là cứ đủ có sắc quên bạn mà. Rồi quay sang nói với Bạch Thiên. Quậy quậy Bạch Ca, đánh xếp đi. Bạch Thiên tiến lại liếc mắt nhìn hai người rồi hỏi Có mang đồ ăn ngon về không? Có đó, mua cả vali toàn là đồ ăn nữa Dư Tô đẩy chiếc vali tới Mọi người tranh nhau sách hành lý giúp họ Để Dư Tô và Phong Đình tay không đi theo sau Bạch Thiên hỏi Sao hai người không nắm tay nhau? Ban đầu Dư Tô còn nghĩ là bọn đường cổ treo ghẹo Cho nên mới bảo bọn họ muộn muộn hẵng về Nhưng xem ra đường cổ là người khôn khéo Biết nhìn xa trông rộng mấy ngày hôm sau phong đình thuật lại nội dung hồ sơ mình điều tra được cho dư tô tô quốc đống bị khép tội cố ý giết người bị tuyên án tử hình chưa được bao lâu đã thi hành án còn về phần mẹ của dư tô vào cái đêm nhà bị người ta đốt nỗi tuyệt vọng đã nghiền nát bà ấy bà ấy ôm dư tô ngủ trước đống cho tàn suốt một đêm rồi khi trời vừa hừng sáng bà lặng lẽ dắt con ra bờ sông trầm mình xuống sông tự sát sau đó người làng đi ra đồng làm việc Thấy mặt nước dập dành như thể có người đang vùng vẫy Họ bèn chạy tới kéo dư tô lên Còn mẹ đẻ của cô thì đã không cứu nổi Lúc ấy bà đã chìm Dư tô không còn nhớ được những chuyện xảy ra lúc nhỏ Chỉ còn lại là một chút ký ức vụn vỡ Bị trôn giấu Vậy nên khi nghe chuyện Cho dù có buồn Nhưng cô cũng không đến nỗi quá đau khổ Kể xong Phong Đình ôm lấy cô vào lòng cúi đầu nói còn chuyện này nữa Nơi em sống còn nhỏ Là ngay cạnh làng của anh đó Giữa hai làng ngăn cách bởi một con sông Cũng có nghĩa là nếu như không có những biến cố này Thì chúng mình cũng vẫn gặp nhau thôi Thậm chí là còn gặp nhau sớm hơn bây giờ Dư tô cười cười ngẩng đầu Thơm lên gò má của anh Khi nào có thời gian Thì đến thăm hộ mộ họ cùng em Cuối tuần Hai người cùng tìm đến ngôi làng ngôi làng đã không còn dáng vẻ như trong ký ức của dư tô nữa không còn nhà tranh vách đất thay vào đó là những ngôi nhà cao hai ba tầng bởi vì bây giờ là cuối tuần cho nên vài đứa trẻ đang được chạy chơi mấy bông hoa dại ở bên đường đang vươn mình nở rộ lúc tới nơi họ nhìn thấy con sông so với trong ký ức của dư tô thì nó nhỏ hơn nhiều trong làng cũng có mấy người già gần như là không thấy thanh niên trai tráng đâu thậm chí suốt cả chặng đường đi vào làng họ cũng chẳng bắt gặp nổi một người trẻ tuổi. Chút ký ức còn sót lại của Dư Tô nó quá đỗi mờ nhạt. Nơi đây trông ở đâu cũng thấy lạ lẫm. Đương nhiên là cô không thể tự tìm được nhà cũ của mình. Họ bèn hỏi một ông lão. Nghe ông lão chỉ xong thì họ tìm được đống đổ nát đã phủ đầy cỏ dại. Cảnh tượng quá khác biệt so với ký ức của cô. Đám cỏ dại cao quá nửa người đã che hết phế tích ở bên trong. Nếu như không nhìn kỹ thì có khi chẳng nhìn được gì. Còn gốc lê cao lớn năm xưa, bây giờ vẫn có cành lá xôm xuê. Dư Tô và Phong Đình nắm tay nhau đứng dưới gốc lê, họ nhìn quang cảnh ở phía trước một lúc. Trong thoáng chốc, Dư Tô nghe thấy tiếng khóc nức nở đau xé lòng của người phụ nữ vang lên ở trong đầu. Lúc tìm hỏi ngôi mộ của vợ chồng họ Tô, ông cụ tỏ ra ngạc nhiên như thể không ngờ là có người lại hỏi tới ông không trả lời ngay mà đưa mắt nhìn dư tô rồi hít sâu một hơi cháu cháu là tiểu an sao dư tô gật đầu không đáp ông cụ ngẩn ra Hời, đã lớn thế này rồi thấy cháu khỏe mạnh ta cũng vui lắm vợ chồng dư dũng đúng là người tốt khi ấy họ không chỉ đem cháu về nuôi mà còn giúp sửa sang lại phần mộ cha mẹ cháu Dư Dũng chính là tên của bố Dư Tô Hai người đi qua đống đổ nát Men theo sườn dốc Tới một khu rừng Sau đó đi trên con đường nhỏ Rẽ trái một đoạn Theo lời ông cụ chỉ Trong chốc lát họ đã bắt gặp hai ngôi mộ Đắp ở cạnh nhau Trong một góc vắng Ông cụ nói Năm ấy ông Dư có đến viếng một lần Ông sửa sang mộ lại cho họ Dọn dẹp đám cỏ xung quanh Thế nhưng cỏ mọc rất nhanh giờ đây dư tô và phong đình tới thì cỏ đã mọc đầy trên hai nấm mộ phong đình khẽ siết chặt lấy tay dư tô hạ giọng chúng ta đi tới nào dư tô gật đầu lấy túi vàng mã từ trong tay của phong đình rồi cùng anh bước tới cô quỳ trước hai nấm mộ khấu đầu ba lần phong đình cũng quỳ xuống anh nhìn hai nấm mộ chân thành cất giọng cô chú cảm ơn cô chú đã đem tiểu ngư tới thế giới này về sau con sẽ chăm sóc cho cô ấy thật chu đáo Xin cô chú hãy yên tâm Dư tô quay đầu liếc nhìn anh rồi mỉm cười Trong lòng của cô cảm giác ấm áp Hai người cúi đầu chậm rãi đốt tiền vàng Phong đình đứng dậy bắt đầu dọn dẹp lại cỏ ở quanh mộ Phần mộ đắp bằng đất theo thời gian cũng đã bị sụp xuống Anh bèn nhặt một ít đá xếp xung quanh mộ hai người họ không ở lại lâu sau khi đốt hết nửa sấp vàng mã thì rời đi nửa còn lại để dành đốt cho cha mẹ của phong đình ngày cha mẹ mất phong đình lúc đó cũng đã đủ lớn để nhớ được mọi thứ anh đưa dư tô sang bên làng của mình vừa đi vừa chỉ từng gốc cây từng thửa ruộng kể những chuyện hồi nhỏ cho cô nghe anh nói cái cây này bây giờ đã lớn như vậy đó lúc trước nó chỉ cao ngang đầu anh trèo lên hái quả trượt chân ngã xuống sứt cả răng em có nhìn thấy mảnh ruộng kia không ngày còn nhỏ anh và vương đại long đã từng mò cua ở đó đó ở bên ruộng có mấy cái hốc ở trong đó là cua đó anh mò được một con cua rất to ở trong cái hốc vương đại long ngồi ở chỗ khác mò nào ngờ lại bắt ra một con rắn vương đại long sợ quá khóc ré cả lên còn nữa ở cổng nhà anh có một gốc cây đó cái cây do chính tay bố anh chồng ngày mới được đẻ ra lúc đào hố trồng cây bố còn đập một quả trứng vào đó Nghe bảo cái cây này tượng trưng cho chính mình Nếu những cái cây lớn lên tươi tốt Thì con người cũng sẽ khỏe mạnh Dư Tô nghe rất say sưa, Cứ như vậy cho đến khi bọn họ dừng chân Ở nhà cũ của Phong Đình Cô thấy quả thực có một gốc cây siêu vẹo ngả nghiêng ở góc sân Nhà anh cũng đã sụp mất ít nhiều Nhưng phần lớn vẫn còn đứng vững Phong Đình kéo Dư Tô vào nhà Đứng ở khoảng sân đối diện với nhà chính anh nhìn gian phòng trọ từ xa dù vẫn cố gắng giữ nụ cười nhưng gương mặt của anh cũng hiện lên tia đau đớn sư tô quay người ôm lấy anh không nói gì cả những điều anh phải trải qua nặng nề hơn người không thể nhớ được ký ức của hồi nhỏ như cô rất nhiều phong đình không chỉ tận mắt nhìn thấy cảnh bố mẹ mình phải chết thảm thương mà anh còn nhớ khoảng thời gian trước đó khi ở bên cha mẹ anh vẫn còn nhớ được tình cảm sâu đậm người cha mẹ thân yêu đã chết thảm trước mắt của phong đình ngày anh còn nhỏ dư tô cũng không thể tưởng tượng ra nổi cái cảm giác ấy nó đau khổ như thế nào phong đình thôi không nhìn nữa anh vươn tay khẽ vỗ lưng dư tô rồi cúi đầu cười khẽ anh không sao em đừng lo mộ của cha mẹ đã được sửa sang ban đầu người làng góp tiền mua quan tài chôn cất hai vợ chồng nhưng mộ cũng chỉ có đắp bằng đất sau này phong đình lớn lên trở về mời người đến sửa thành mộ đá kiên cố ở đây phần mộ hợp táng phong đình quỳ trước mộ lấy tay áo khẽ khàng lau bụi ở trên bia mộ dư tô cũng quỳ ở bên cạnh anh đưa hương và vàng mã thưa dì chú dì chú đã sinh cho con một người con trai siêu siêu cừ con thích anh ấy lắm từ nay về sau con sẽ chăm sóc anh ấy chú đáo dì chú cứ yên tâm phong đình quay sang nhìn cô khẽ cong môi này đây là tỏ tình đấy à chỉ cần chúng mình không chia tay nhau thì đây là lời hứa của em này em còn nghĩ đến chuyện chia tay phong đình vỗ đầu cô sụ mặt khi nào đi về anh sẽ gọi điện cho bố mẹ em để bàn chuyện kết hôn được không dư tô lườm anh thắp nhang nhanh đi ở trước mặt bố mẹ mà anh còn nói liên thiên sau khi trở về Phong Đình không bàn chuyện kết hôn với bố mẹ dư. Nhưng anh và Dư Tô cũng báo với ông bà chuyện cả hai bắt đầu hẹn hò. Ông bà dư đều rất vui, họ tỏ ý muốn thăm hai người một chuyến, Dư Tô nói hay phải để Phong Đình ra mắt mới đúng, ông bà mới thôi. Những ngày tháng sau đó bình lặng, công việc của Phong Đình bận biểu, ngoại trừ cuối tuần còn có thời gian hẹn hò, thì cuộc sống của họ vẫn như trước. Hôm nay Phong Đình gọi điện về báo anh phải tăng ca nghe đường cổ và hồ miêu đề nghị dư tô cùng bạch thiên chuẩn bị cơm hộp tình yêu mang cho anh. Không biết vì sao vừa đến cổng sở, tự nhiên cô lại có cảm giác thôi thúc muốn đánh phong đình. Sau khi họp xong, phong đình bước ra thấy dư tô đứng ở ngoài, anh bèn chạy tới nở nụ cười. Sao em lại tới đây? đã muộn lắm rồi mà. Dư tô đưa hộp cơm. Em đến gặp anh, không là người ta cướp mất anh. Nữa. Phong Đình mở cái hộp giữ nhiệt Bèn lườm cô một cái Cố tình cúi đầu ngửi mùi thơm Này em cho bao nhiêu giấm vào thức ăn mà chua thế Dư tô làm bộ như muốn đánh Phong Đình né người Nhân cơ hội giữ lấy tay cô rồi hôn lên mu bàn tay cô Em cũng mất công tới đây rồi Đừng về nữa Ở lại đây đợi anh tan ca rồi mình cùng về Một đồng nghiệp đứng ở bên cạnh đó ho khan Anh Phong Sao bảo dạo này anh cứ hay cười một mình Hóa ra là anh có người yêu Này chuyện lớn như thế mà không nói với chúng em Dư tô nhướng mày Anh giấu họ làm gì Anh định giấu để tán cô đào khác phải không Phong Đình tỏ vẻ vô tình lắc đầu Này em đừng có nghe cậu nói linh tinh Vừa về là anh nhắn tin trong nhóm chat báo cho họ ngay Bọn họ chỉ muốn gây chuyện để xem trò vui Dư tô cố nén cười Được rồi anh ăn nhanh lên Ăn xong còn phải làm việc Em chờ anh xong Phong Đình cười ngốc ngách kéo cô tìm chỗ ngồi, ăn một miếng xong anh nói, sao lại là cơm bạch thiên nấu vậy, sao không nấu cơm cho anh, anh đừng có nằm mơ, hai bàn tay ngọc ngà thon thả của em là để nấu cơm đấy à, ý, hóa ra em không biết nấu cơm, em tức rồi đấy, thôi 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 được rồi, nếu như vậy thì sau này anh nấu cho em ăn là được, đám đồng nghiệp đứng gần đó vừa ra ngoài mua đồ ăn, thôi thôi, không phải ăn cơm nữa, hey Ăn cơm chó ngon thật đó Họ bón cơm chó cho tất cả chúng ta đó Khoảng thời gian từ màn chơi số 14 đến 15 rất dài Ngoại trừ Hồ Miêu và hai thành viên mới ra Thì những người khác đều đang tạm thời nhàn rỗi Bạch Thiên giúp thành viên mới vượt màn chơi hai lần Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Thì ánh mắt của hai người nọ nhìn Bạch Thiên đã thay đổi Vừa gặp đã một tiếng Bạch Ca, hai tiếng Bạch Ca Dư Tô và Phong Đình thì chọn ngày về nhà bố mẹ nhưng không hé răng nửa lời về những chuyện quá khứ mà mình đã nhớ lại. Lần gặp mặt này Phong Đình lấy thân phận là bạn trai của cô. Bà Dư vui mừng đến độ không khép nổi miệng. Tốm đó còn lén dục Dư Tô và nhanh chóng mà bà đến chuyện cưới xin đi. Lần đầu tiên tiếp xúc với trò chơi. Dư Tô năm ấy 23 tuổi. Qua những màn chơi kéo dài đằng đắng, bây giờ cô đã 27. Bố mẹ sốt ruột cũng là chuyện bình thường. Ngày hôm sau, trên đường trở về nhà, Phong Đình tiết lộ cho cô. Tối ngày hôm trước, ông Dư đã nói với anh rất nhiều chuyện. Kể cô thích ăn món gì, nhắc tới bệnh dạ dày của cô. Ghét ăn đồ lạnh, đồ cay, dặn anh về sau phải hết sức để ý. Dư Tô im lặng lắng nghe, anh nhắc lại lời bố mình. Cô vừa buồn cười lại vừa cảm động, cô lại càng tin về việc không nhắc lại chuyện quá khứ nữa là một quyết định đúng đắn. Phong Đình kéo Dư Tô lại, ôm cô vào lòng, khẽ xoa đầu cô cười nói. Cuối cùng đó, bố em còn nói là về sau. Ông giao em cho anh. Nếu như anh dám bắt đàn em thì cho dù là anh đang ở đâu, bố cũng sẽ tới để đánh chết anh đó. Dư Tô bật cười nhớ mày. Thế anh phải nhớ cho kỹ đấy. Nhà họ Dư chúng em là không dễ trêu vào đâu. Phong Đình nghe vậy thì khẽ cười, vươn tay véo má cô. ở... Ai mà dám trêu em đó, hả bà cô nhỏ. Hai người về nhà trong lúc còn đang đợi thang máy, Phong Đình nhận được một cuộc điện thoại. Lúc nghe máy, vẻ mặt của anh vô cùng nặng nề. Như thể đã gặp phải chuyện gì rất đội quan trọng vậy. Dư Tô ngờ ngỡ đứng bên cạnh, nhìn anh cho đến khi thang máy tới. Phong Đình nói, "Đầu dây bên kia chờ anh một lát." rồi quay sang Dư Tô đợi anh có chuyện gấp bọn anh nắm được tung tích của một nghi phạm đã bị truy nã từ rất lâu anh phải tới đó em tự đi về có được không sau khi xử lý xong rồi mọi việc anh sẽ quay về với em dư tô cũng đành phải bất lực nhún vai dặn dò vậy anh nhớ cẩn thận đó em chờ anh về phong đình mỉm cười tỏ ý xin lỗi rồi cúi đầu hôn lên chán cô xong xuôi mới vội vàng quay người rời đi. Dư Tô đứng trước cửa thang máy nhìn bóng lưng của anh khuất dần sau cánh cửa, sau đó mới ấn thang quay về nhà một mình. Thật ra cô mong Phong Đình thôi việc. Công việc của anh thật quá bận bịu, lại mệt mỏi, còn rất nguy hiểm nữa. Bình thường anh không có thời gian dành cho cô thì thôi, thế nhưng quan trọng nhất là Dư Tô lo anh gặp phải nguy hiểm dù sao ở thế giới hiện thực này nếu như chết là chết thật không có đạo cụ kim bài miễn tử cũng chẳng có cách nào để cướp mạng sống từ người khác cả hơn nữa đám người xấu ở ngoài đời thực chẳng dùng những thứ vũ khí đơn giản như ở trong nhiệm vụ có những tên tội phạm có khi còn dùng cả súng nữa dư tô luôn luôn lo lắng cho sự an toàn của phong đình nhưng cô không dám biểu lộ ra ngoài cô sợ anh sẽ lâm vào khó xử trước cô và công việc thở dài rút chìa khóa khỏi túi rồi mở cửa căn trung cư tiến vào trong nhà cô bước vào thì bất chợt có tiếng bụp vang lên trên đầu lập tức dư tô né người theo bản năng ngay sau đó một vốc cánh hoa hồng bay từ trên cao xuống dư tô nheo mắt ngẩng đầu thấy đám hoa hồng bay từ trên trần nhà chắc hẳn là chúng được chứa trong một quả bóng bay Tiếng nổ ban nãy cũng là do bóng bay nó vỡ Ghế sofa và bàn trà trong phòng khách lại bị khiêng đi đâu Ở trên sàn nhà phủ đầy những cánh hoa nhiều màu sắc Mùi hương sọc vào mũi Bọn Vương Đại Long mặc quần áo lịch sự chỉnh tề Mỗi người cầm một cành hoa Đứng ở trên màn hoa dài đầy dưới đất Họ lần lượt tiến lên Mỉm cười trao hoa cho Dư Tô Vương Đại Long nói Sếp chúng ta ân cần dịu dàng Là một người đàn ông hiếm có khó tìm Hồ Mêu thì cười cười đưa hoa cho Dư Tô Mà lại còn vừa cao vừa đẹp trai nữa chứ Hồng Hóa bước đến ờ, uh, Anh ấy tỉnh táo giả dặn Lại rất cẩn thận tỉ mỉ nữa chứ Bạch Thiên trao hoa cho Dư Tô Hề hey, quan trọng nhất Là anh ấy đối xử tốt với cô Thế cho nên là hai người kết hôn thôi Người cuối cùng là đường cổ Anh giữ cảnh hoa hồng bằng hai tay Dúi vào tay cô rồi trò trò Cô quay đầu lại nhìn xem Dư tô quay đầu thì thấy Phong Đình đã đứng ở cửa tự bao giờ Anh mặc một bộ vét đen lịch lãm Tay ôm một bó hoa tươi Thấy dư tô quay đầu Anh mỉm cười bước vào Tiến lên trước mặt cô Sau đó quỳ xuống Trái tim của dư tô đập thình thịch Gò má của cô đỏ ửng Anh ngẩng đầu lên nói Tiểu dư Chúng ta Chúng ta kết hôn Có được không Dư tô cúi đầu nhìn thẳng vào mắt anh Vài giây sau cô cười Không đồng ý cũng không được Đến nhẫn anh cũng đeo cho em rồi còn gì Dư tô nhận lấy bó hoa Sau đó vươn tay kéo anh dậy Ghé vào tay anh thì thầm Không cần mấy thứ lè loẹ loẹt này Chỉ cần là anh nói Em chắc chắn sẽ đồng ý Đường cổ ho khan Thật ra thính giác của chúng tôi không tốt lắm đâu Dư tô cảm thấy tai mình nóng bừng Cô bèn kéo phong đình Chạy lên trên tầng 2 Sau khi lên tầng Đóng cửa phòng vào Cô mới nghe thấy những tiếng cười ha hả Từ lầu dưới vọng lại Phong đình bị cô giữ cổ tay Đứng ở bên cạnh Anh cúi đầu nhìn cô không nói gì cả Chân mày của anh Tràn ngập niềm vui mừng Và sự sung sướng phong đình cứ như vậy làm cho dư tô mất tự nhiên cô quay đầu nói chiều nay anh dẫn em đi mua nhẫn cưới được không phong đình không đáp anh chỉ cúi đầu khẽ bật cười vươn tay kéo cô vào lòng ôm lấy cô thật chặt hai người tốn chừng hai tiếng đồng hồ để chọn nhẫn cuối cùng họ chọn được một đôi nhẫn cưới đơn giản nhưng trang nhã ở trên mặt nhẫn viết là tên viết tắt của cả hai sau đó bọn họ bắt đầu lo chuyện cưới xin Nhưng hầu như toàn là Dư Tô, Lâm Tiểu An, Hồ Miêu lo liệu Và có bọn Bạch Thiên giúp đỡ Còn Phong Đình thì bận rộn nhiều việc Cho nên chỉ có thể đi với cô những dịp cuối tuần Nhân ngày nghỉ Bọn họ liền rủ nhau đi xem nhà Tìm đến một tòa chung cư cùng khu Cũng là một căn hộ đúc Nội thất ở đây được thiết kế theo sở thích của Dư Tô đường cổ giúp liên lạc với đội thi công anh phụ trách luôn cả việc giám sát tiến độ sửa chữa phong đình dần dần cũng cảm thấy áy náy một chút anh tỏ ý xin lỗi dư tô nhiều lần độ hơn một tháng sau đột nhiên anh về nhà báo với dư tô là anh chuẩn bị thôi việc thật ra dư tô rất mừng vì công việc của phong đình khá nguy hiểm nhưng cô cũng biết ước mơ của anh là trở thành cảnh sát không muốn anh vì mình mà buông bỏ nó vừa không muốn phong đình gặp nguy hiểm lại vừa không muốn về sau anh phải buồn bã cô chỉ đành khuyên nhủ anh cứ suy nghĩ kỹ đi em thì thế nào cũng được từ nhỏ anh đã muốn làm cảnh sát rồi chắc chắn anh đã phải rất nỗ lực đừng bỏ dễ dàng như vậy em chỉ sợ về sau anh phải hối hận đó Phong Đình lắc đầu, anh nhìn sâu vào mắt cô mỉm cười. Ứng dụng vẫn giữ lại đi người chơi. Hơn nữa nó còn thể gỡ bỏ luôn chế độ trừng phạt. Em cũng biết, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong trò chơi, thì một vụ án ngoài đời thật sẽ được giải quyết. Đây cũng là tâm nguyện của anh lúc trở thành cảnh sát. Và lại cũng không quá bận rộn, càng có nhiều thời gian ở bên cạnh em hơn. Anh thấy như vậy cũng ổn mà. Dư Tô không khuyên thêm, chỉ bảo anh hãy suy nghĩ cẩn thận dư tô cũng có mong muốn riêng của mình cô muốn người yêu thường xuyên ở bên cạnh mà cũng chẳng mong anh gặp chuyện gì nguy hiểm bảo cô nói thật thì nếu như phong đình bỏ việc cô quả thực sẽ rất vui hơn nửa tháng sau phong đình chính thức nộp đơn thôi việc bàn giao xong tất cả mọi thứ anh bắt đầu chuẩn bị hôn lễ cùng với dư tô có lúc anh cũng tham gia trò chơi một mình trong đó có một lần anh gặp đúng một vụ giết người liên hoàn đang làm bên phía cảnh sát đau đầu Hoàn thành nhiệm vụ xong, ngày hôm sau tên hung thủ chọn nạn nhân ngẫu nhiên, không lưu lại một chút manh mối nào, đột nhiên lại đến sở cảnh sát đầu thú. Không ai biết nguyên nhân cụ thể là như thế nào, cũng chẳng người nào biết. Đó là công lao của Phong Đình. Thế nhưng anh lại rất vui. Phong Đình nói với Dư Tô. Em thấy chưa? Như thế này còn làm nhanh hơn cả cảnh sát phá án đó. Hơn nữa, Hoàn thành màn chơi xong còn có tiền thưởng Mình cũng không phải lo đến tiền hàng ngày nữa Sau này khi em xong nhiệm vụ số 15 Chúng mình có thể cùng nhau tham gia những trò chơi Dư tô đoán Anh sợ cô nghĩ Mình bỏ việc là vì cô Cho nên anh mới nói như vậy Còn rốt cuộc anh có cảm thấy lựa chọn này là tốt đẹp thật hay không Thì quả thực là dư tô không biết Dư tô quan sát Một khoảng thời gian Nhưng không phát hiện ra chuyện gì lạ thường Lưỡng lự vài ngày Cuối cùng cô tìm hỏi đường cổ Dù sao thì đàn ông người ta thường dễ hiểu nhau hơn Nghe xong thì đường cổ lắc đầu nói với cô Cô đừng nghĩ ngợi gì nhiều quá Anh ấy cũng đâu phải là trẻ con đâu Trước khi quyết định bất kỳ thứ gì Hẳn là anh ấy cũng phải cân nhắc rồi Nếu như anh ấy đã thôi việc Thì có nghĩa là trong lòng của anh ấy Cô quan trọng hơn tất cả Cô cứ hưởng thụ thoải mái điều đó đi Và lại Phong Đình cũng chỉ là thôi việc thôi Đâu có phải là cái chuyện gì lớn lao đâu Bạch Thiên đang ngồi chơi game bên cạnh Nghe vậy cũng quay đầu Nói rất to Ây hey, Công việc làm sao mà quan trọng bằng vợ được Đừng có suy nghĩ nhiều Dư Tô nói Nhưng chúng tôi vẫn chưa muốn kết hôn nữa. Trước đây Anh vẫn từng nói một câu như thế này Đường cổ nhìn Dư Tô chậm chậm Anh ấy hỏi tôi làm thế nào để cho cô không thấy cắn rứt Vì chuyện anh ấy nghỉ việc đó Dư tô Không nén được mà tò mò Vậy anh trả lời thế nào Đường cổ nhớ mày <laughs> Đương nhiên là không có trả lời Tôi là kẻ độc thân Làm sao làm chuyên gia tư vấn tình cảm cho hai người được Anh ấy lo là Cô ấy nấy Cô lại lo anh ấy buồn vì phải thôi việc Nhưng dù sao thì anh cũng nghỉ việc rồi Hai người đó Làm thế nào cũng có ích gì đâu chỉ bằng cứ chuyên tâm chuẩn bị cho hôn lễ đi Cứ toàn phí thời gian nghĩ ngợi những chuyện không đâu làm gì Dư tô được đường cổ khai sáng Lúc trở về cô bèn kéo phong đình đi dạo phố Vừa đi vừa nói chuyện Nói xong thì cô cũng cảm thấy thật là nhẹ nhõm Một tháng sau Cuối cùng lễ cưới của hai người cũng tới Đêm trước đó mẹ Dư còn ôm con gái vào lòng Bà nói bà không nỡ gả cô đi Sáng hôm sau trời còn chưa sáng Bà đã dục cô trang điểm Thay váy cưới Hôn lễ được Dư Tô và Phong Đình bàn bạc lên kế hoạch Không tổ chức quá lớn Chỉ mời một vài Người bạn bè thân Có quan hệ tốt Trên kế hoạch thì nhỏ Nhưng đến khi tổ chức Thì lại tưng bừng náo nhiệt Chủ yếu là do Người nhà nạn nhân trong các vụ án phong đình xử lý Không biết là họ nghe tin ở đâu Mà lũ lượt kéo đến Chúc phúc cho cả hai người La Phục cũng đưa vài người Ở bên clan tái sinh tới Còn cả mấy người chơi không mời mà đến Mục đích là muốn tham gia vào clan có tỷ lệ sống sót cao Khả năng vượt màn chơi số 14 Lên đến 100% như clan này trong ánh mắt chăm chú cùng chúc phúc của mọi người, Dư Tô và Phong Đình trao cho nhau chiếc nhẫn có khắc tên của cả hai. Phong Đình nắm tay cô, cất lời dưới sự làm chứng của tất cả. "Đây sẽ không phải là hôn lễ duy nhất của chúng ta. Nhưng vợ của anh sẽ mãi mãi là em. Trước đó anh cũng đã nói rồi, anh muốn chụp ảnh cưới bàn với em đó." Khách khứa ở bên dưới bắt đầu hò hét "hôn đi, hôn đi". Dư Tô bật cười nhón chân chủ động hôn lên môi của Phong Đình. Thật ra cuộc sống sau hôn nhân cũng không có gì thay đổi quá nhiều, hai người chỉ chuyển tới một căn hộ khác mà thôi. Bạch Thiên cũng rất hài lòng với chuyện này. Anh ta nói: "Như thế này thì không phải để cho chúng tôi ngửi cái mùi tình yêu chocolate hàng ngày nữa rồi. Để hành hạ lũ bản thân tội nghiệp này thường thường, lúc không có gì bận, Dư Tô đều cùng Phong Đình kéo đến nhà cũ thể hiện tình cảm ngọt ngào thấm thiết." Những ngày tháng bình yên cứ như vậy trôi qua. Màn chơi số 15 của mọi người cũng dần dần gần hơn. Sau màn chơi số 14, Dư Tô được thưởng hai món đạo cụ giống như mọi người. Nhưng lần này phần thưởng của họ lại không có giống nhau. Món đạo cụ Dư Tô đoạt được giống với món của Phong Đình dùng khi trước mang tên là dối gỗ. Sau khi dùng món đạo cụ này thì năm ngón tay sẽ mọc ra những sợi tơ rất mảnh nối chặt với mục tiêu. Giúp khống chế được mục tiêu trong vòng 5 giây Nhưng nếu như mục tiêu quá mạnh Thì có thể vùng vẫy thoát ra Trước khi trò chơi kết thúc Ngoài ra còn một món đạo cụ tự vệ khác Có thể giúp cô tránh được đòn tấn công vật lý Lúc Vương Đại Long tham gia màn chơi số 15 Dư Tô và mọi người cùng đưa đạo cụ cho anh ta như khi trước Nhưng lúc trở về nhà Anh ta trả lại hết Không có dùng món nào cả hoàn thành màn chơi Vương Đại Long được thưởng một tấm thẻ, nhưng không phải là thẻ ngân hàng chứa tiền thưởng. Ở trên tấm thẻ đen này có in bốn chữ, được mạ vàng, tuổi thọ dự chữ. Tấm thẻ này không soàng, ở trong thẻ có 10 năm tuổi thọ, thậm chí Vương Đại Long có thể phân số tuổi thọ này ra, tặng cho những người khác nhau để kéo dài sinh mệnh của họ. Dư Tô tò mò hỏi, này, khi ấy cậu đã nghĩ cái gì vậy? Sao ứng dụng lại cho cậu Cái món đạo cụ này nhỉ Vương Đại Long co mày suy nghĩ một hồi lâu rồi nói à, Tôi cũng chả biết Chắc là vì tôi chả có nguyện vọng gì cả Chỉ mong mọi người đều có thể sống thật lâu Thật khỏe mạnh Thế thôi Sau Vương Đại Long, Bạch Thiên và Hồng Hóa Lần lượt hoàn thành màn chơi Lúc trở ra họ cũng được thưởng những món đạo cụ khác nhau Bạch Thiên được một món đạo cụ Game 3D Chỉ mình anh ta có thể sử dụng Giúp thỏa mãn tâm nguyện chuyển đổi giữa thân phận công dân tuân thủ, pháp luật và một tên cuồng sát bất kỳ lúc nào hồng hóa thì được thưởng một loại điểm thuộc tính rất đặc biệt tên là điểm thuộc tính sức quyến rũ, sau khi nhận được phần thưởng, tự nhiên mọi người sẽ cảm thấy cậu ta hấp dẫn hơn trước. Ngày hôm sau hồng hóa lập tức tuyên bố mình đã thoát kiếp độc thân, bạn gái chính là nữ thần hồng hóa thầm thương từ thời còn học đại học. Sau đó là đến lượt Dư Tô và Đường Cổ. Dư Tô đã biết về quá khứ của mình. Những ký ức đó vừa xa lạ lại vừa mơ hồ. Cho dù có nhớ lại thì cô cũng chẳng mấy buồn bã dao động. Trong màn chơi lần này cô sẽ trải qua tất cả những chuyện trong quá khứ của mình dưới trạng thái tỉnh táo nhất. Thật ra cô cũng đang khá là chờ mong. Dù sao thì cô muốn biết rốt cuộc cha mẹ ruột mình là người như thế nào ngày tham gia màn chơi dư tô hơi lo lắng đường cổ cũng tỏ ra bất an nhưng đương nhiên không phải là vì độ khó của màn chơi dư tô và đường cổ cùng ngồi ở trên phòng khách chia nhau các đạo cụ của mọi người cầm theo rồi cùng bị kéo vào trong màn chơi khi đồng hồ điểm về con số không ngay giây phút ấy dư tô thấy mình đang chìm trong màn nước Cô hít thở theo bản năng Vậy là bị nước ọc vào mũi Khiến cho dư tô ho sặc sủa Nước tràn vào mũi Vào ngực của cô càng ngày càng nhiều Dư tô uống phải mấy ngụm nước Cô cố nhịn thở Ngăn những tiếng ho khan Cô nín thở đến độ mặt mũi cô đỏ bừng Phổi thít vào như là muốn nổ tung Mà nước đục ngầu che kín cả mắt của cô Đau nhói như là bị kim châm Nhưng dư tô cũng không thể không cúi đầu đưa mắt nhìn ra tứ phía Dù rằng là Dư Tô cảm thấy Mình như sắp chết chìm Nhưng đầu óc của cô lúc này vẫn tỉnh táo một cách kỳ lạ Hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thân xác Cô thấy tay chân của mình vùng vẫy quẫy đạp Cơ thể của cô lơ lửng ở trong màn nước Bàn tay nhỏ bé xíu Chỉ bằng phân nửa người trưởng thành Ở dưới đáy nước Ngay trước mặt cô là thi thể của một người phụ nữ Dù nước tràn ra cay xè Nhưng cô vẫn phải cố căng mắt nhìn Dù vậy cô vẫn không thể nhìn rõ gương mặt của người phụ nữ nọ. Bà có mái tóc đen dài bồng bềnh trong làn nước che khuất gương mặt của bà ấy. Dù không thấy mặt, nhưng dù tôi biết, cái xác ấy chính là của mẹ ruột mình. Sự ngột ngạt bất dứt như muốn nổ tung cả lồng ngực, càng lúc càng dâng trào lên. Cơn đau cùng cực từ phổi lại ập tới. Dư Tô rời mắt, cô chỉnh lại tư thế chuẩn bị ngoi lên. Tuy vậy, dù rõ ràng tư thế bơi của cô rất chuẩn thế nhưng cơ thể này vẫn không hề nhúc nhích gì cô vẫn cứ trôi nổi bồng bành ở đó dù cho có dẫy ruộng như thế nào cũng chỉ là tốn công vô ích dư tô thở ra từng đám bong bóng nước lớn nhỏ cứ thế trào vào miệng khiến cho tầm nhìn của dư tô trở nên mờ ảo ứng dụng không cho cô lời gợi ý nào mà để cho dư tô không thể di chuyển Cô cũng không biết làm sao Chỉ có thể cảm nhận là mình nghẹt thở Đến độ vỡ tung cả phổi đang đầy đọa Không biết bao nhiêu lâu sau Cảm giác khó chịu cũng đang chậm chậm Dịu đi Miệng cô nhả ra từng ngụm bọt nước Rồi cơ thể cô từ từ chìm xuống Người cô mềm nhũn Như không thuộc về chính bản thân nữa Cô rơi xuống đám đất đá ở bên dưới cứ nằm ở đó không cựa quậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng dập dờn trong dòng nước ở bên trên. Cảm giác ngạt thở đã hoàn toàn biến mất, hiện giờ cô như một linh hồn đã mất hết cảm xúc da thịt. Rõ ràng là cô vẫn còn ý thức, nhưng lại không thể điều khiển được thân thể. Rõ ràng là cô đang chìm trong màn nước thế nhưng lại không có cảm giác như đang bị chết đuối cảm giác như là một người đối nước đang hấp hối vậy có vài con cá nhỏ bơi ở trong màn nước một con bơi tới bên gò má của dư tô cái miệng khép mở nọ chạm lên mặt của cô như thể đang muốn há miệng nuốt cô vào bụng nhưng vì cơ thể của cô không có thối giữa con cá nhỏ cũng chẳng thể nào gặm được Cuối cùng nó quẫy đuôi chậm chậm bơi đi Có chiếc lá liệng ở trên mặt sông Bóng của nó in xuống màn nước Hình như có người tới gần bờ sông Đó là hai người phụ nữ giặt đồ Dư tô nằm ở dưới đáy nước mắt nhìn lên Cô thấy được bong bóng xà phòng Loang ra Cô thấy họ vò đống quần áo đủ màu sắc Còn loáng thoáng nghe được tiếng hai người đang trò chuyện gì đó Sau khi họ bỏ đi thì lại có hai người ghé tới có người ra rửa tay có hai đứa bé định lao xuống sông bị người lớn véo tai kéo đi có con chim nhỏ cũng đến uống nước cá tôm ở bên dưới bơi qua bơi lại có con tôm bỏ tới leo lên đầu của dư tô bò xuống chân rồi lại vòng đi sang chỗ khác thời gian trôi qua rất chậm dư tô cứ nằm đó tựa hồ buồn chán đến mức chỉ có thể nhìn ngắm mọi thứ xung quanh để giết thời gian Ánh sáng chiếu xuống sông ảm đạm dần Cho đến khi đáy sông đã tối đen như mực Đến cả tôm cá cũng không buồn ra ngoài nữa Thì dư tô nghe tiếng thông báo của trò chơi Thông báo màn chơi cuối cùng Trong màn chơi này người chơi dư tô đã tiến hành nhiệm vụ Với thân phận một hồn ma Hồn ma phải lần trốn giữa ban ngày Được xuất hiện khi về đêm 4 giờ sáng mỗi ngày Người chơi buộc phải trở về nơi mình đã chết lặp lại cảnh tượng trước khi chết của mình cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành. Sau 11 giờ đêm, chính là thời điểm hồn ma xuất hiện. Người chơi dư tô buộc phải che giấu thân phận người chơi của mình, hành động với tư cách một NPC hồn ma, không được để lộ thân phận thật sự, nếu không sẽ bị loại bỏ ngay lập tức. Nhiệm vụ lần này sẽ có 6 người chơi, hung thủ thật sự lẩn trốn trong số những người chơi này những người chơi sẽ tìm kiếm hung thủ thật sự vào ban ngày. Còn người chơi nhập vai hồn ma thì không thể tự ý hành động. Chỉ có thể chọn có giết kẻ bị những người chơi khác tố giác là hung thủ lúc ban đêm hay không mà thôi. Chú ý người chơi xin hãy tuân thủ luật chơi. Không được tùy tiện hành động như đám cuồng sát, nếu không sẽ bị loại ngay lập tức. Lời cuối cùng Dư Tô có cảm giác như đang nhắm vào Bạch Thiên vậy. Sau khi luật chơi được thông báo, thân xác của Dư Tô từ từ khôi phục lại thần trí. Chừng 30 phút sau, cô có thể tự do cử động. Lần này cô không có cảm giác như chết đuối nữa. Mặt nước sông tựa như là không tồn tại. Dư Tô đứng ở dưới đáy nước, thậm chí cô còn có thể hít thở như bình thường mới kỳ lạ. Chỉ tiếc là bản thân cô không lớn lên được, vẫn chỉ là một đứa bé 3 tuổi mà thôi. Dư tô nhìn cơ thể của mình mà bất lực Thở dài Cô ngẩng đầu lên Nhìn thi thể người phụ nữ ở gần đó Cô cất bước tiến lại Thật ra cô không phải dùng chân để đi Bởi vì vừa cất bước Thì cơ thể của Dư Tô đã chậm chậm Trôi tới Đến nơi cô muốn Làm ma kẻ ra nó cũng tiện Và thú vị Cô vén gọn mái tóc đang dập dành trong nước Của người phụ nữ ra Xong xuôi mới nhìn rõ gương mặt của bà ấy Vừa thấy gương mặt của người phụ nữ Dư tô bỗng nhiên ngây ra Một thứ cảm xúc kỳ lạ hiện lên trong đầu Người này có khuôn mặt Quả thực rất giống cô Khi trưởng thành Giờ đây người phụ nữ đã biến thành một thi thể Đã bắt đầu trương dần lên Thậm chí gò má đã bắt đầu thối giữa Người đàn bà nằm ở trong nước Da thịt đã bị sưng lên trắng bạch trông có phần buồn nôn và gây tởm dư tô biết đây chính là mẹ ruột của mình lúc này thấy dáng vẻ thảm thương và đáng sợ của bà ấy cô không kìm được cơn đau nhói dư tô có cảm giác này là đương nhiên bởi dù sao thì bà là mẹ của cô từ nhỏ mặc dù cô không có ký ức nào về bà ấy nhưng sau khi biết được ngọn nguồn sự việc cô lại cảm thấy không thể không đau lòng ngoại trừ cảm giác này ra thì việc một thi thể tử vong đã lâu nằm ở trước mặt khiến cho dư tô nảy sinh một cảm giác quái dị cô thôi không nhìn người phụ nữ nữa ngẩng đầu lên quan sát ở bên trên mặt nước tối đen vừa nghĩ muốn lên trên xong thì cơ thể của cô thật là kỳ diệu nhẹ nhàng nổi lên cô nổi ở trên mặt nước mái tóc ướt đẫm chậm chậm ngoi lên đưa mắt lừ lử, lử quan sát xung quanh đây là một khoảnh đất vô cùng rộng hai bên bờ sông là những ruộng nước có thể phóng mắt nhìn ra rất xa căn nhà ở gần nhất cũng phải đến mấy chục mét lúc này nơi đây không quá quen thuộc với dư tô nhưng trước đó ở ngoài đời thực cô đã từng tới đây với phong đình không đến mức là cô không phân biệt nổi phương hướng Dư tô ngoi hẳn lên khỏi mặt sông Hai chân đứng ở trên mặt nước Chậm chậm quay người Bước tới mặt đường Ở phía bên tay trái Dù không biết đám người chơi đang ở đâu Nhưng nếu như nhiệm vụ đã xoay quanh vụ án Của gia đình cô Thì chí ít những người chơi Cũng phải có mặt ở trong làng này Tốc độ bay của một hồn ma vượt sang Con người chỉ chốc lát thôi Dư tô đã vào được đến trong làng Ngôi làng này không giống với lần trước cô tới Nhưng lại hệt như trong ký ức thời thơ bé Không có những căn nhà 2-3 tầng Chỉ toàn là bằng gạch ngói Hoặc là đắp bằng đất Cũng có nghĩa Là màn chơi này được lấy bối cảnh Vào khoảng thời gian sau khi mẹ dư Mẹ của cô ôm cô nhảy xuống sông không lâu Dư tô cứ như vậy Chậm 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 Bay vào con đường trong thôn cô dừng lại trước cửa căn nhà đầu tiên rồi lặng lẽ lướt qua bên cửa sổ cô thò đầu xuyên qua ô cửa mà nhìn vào bên trong cô liếc trái liếc phải thấy một đôi nam nữ trung niên đang nằm ngủ yên giấc đương nhiên rồi đôi vợ chồng này không hề biết là có một con ma đang nhìn họ họ đã ngủ rất say dư tô đi ra ngoài tiếp tục bay về phía trước. Lúc đi qua bất kỳ một căn nhà nào, cô đều phải dừng lại kiểm tra kỹ. Chỉ một chốc lát sau, Dư Tô đã về đến căn nhà cũ của mình. Lúc này ở một nơi này, khác xa với nơi cô và Phong Đình đã ghé tới. Đống đổ nát bị lửa thiêu cháy đen kịt. Một vài món đồ chưa cháy hết vẫn còn nằm trọng chơ lúc lại gần còn ngửi thấy mùi khét lẹt ở trên khoảng đất trống phía trước căn nhà là một vài món vật dụng và cả chiếc chăn bông dư tô đứng trước đám đổ cô cúi đầu nhìn cái chăn bị vo lại thành cục những ký ức vụn vỡ xẹt qua cô nhớ ra đêm đó mẹ cô đã giải cái chăn ở đây để cho cô nằm ngủ một giấc ngoài trời hơi nhiều mũi Mẹ cô khóc nhưng vẫn không quên tay đuổi mũi cho cô Trước đó dư tô không hờ tới Những ký ức này lại có thể như vậy Một lần nữa diễn ra Theo như thông báo của trò chơi Lần này trong số 6 người chơi có một tên hung thủ Cô không thể tùy tiện giết người Chỉ có thể chọn giết hung thủ được những người chơi Bầu ra hay không như vậy có nghĩa là nhiệm vụ lần này khá giống với những màn chơi mà cô đã từng tham gia trước đây người chơi tìm manh mối và chứng cứ vào ban ngày ban đêm sẽ bầu ra một kẻ khả nghi nhất người bị bầu ra có phải là hung thủ thực sự hay không dư tô cũng chỉ có thể giết hay không giết kẻ này mà thôi đây là luật chơi của một hồn ma luật chơi của những người chơi còn sống sẽ rất đơn giản và tự do hơn nhiều cũng có nghĩa là cô không thể tùy tiện giết người Nhưng những kẻ khác thì có Trong những màn chơi trước đó Dư Tô cũng đã từng gặp tình huống như vậy Những người chơi có kinh nghiệm Đều hiểu rất rõ chuyện này Nếu gặp phải loại người như Bạch Thiên Thì cho dù anh ta Có là phải là hung thủ hay không Thì cũng sẽ ra tay động thủ với những kẻ khác Giết hết mọi người là trò chơi sẽ kết thúc Thế thôi Giả dụ như những người chơi đều thuộc phe bảo thủ Nhất mực tuân theo luật chơi thì cũng rất khó đảm bảo hung thủ náu mình ở bên trong sẽ không ra tay với những người khác vậy nên dư tờ đoán chắc chắn là người chơi sẽ chia thành nhóm để hành động hoặc là quyết định sẽ ở chung nhau mọi lúc mọi nơi phương án bế sau có khả năng cao hơn vì nếu như chia nhóm thì cũng chẳng thể nào đảm bảo đồng đội của mình là người chơi an phận không hề có ý động tay động chân vậy tìm những người chơi này cũng rất dễ chỉ cần tìm thấy có người chơi là coi như có thể tìm được tất cả cả bọn. 20 phút sau, Dư Tô đã nhìn thấy những người chơi khác. Bọn họ tụ tập trong một căn nhà trống, đồ đạc ở bên trong phủ đầy bụi. Vậy là căn nhà này đã bị bỏ hoang từ trước cả khi những người chơi tới đây. Lúc Dư Tô tới nơi, sáu người chơi đều đang ở trong gian chính. Ngồi bệt ở ngay giữa sàn, trong đó có một người thanh niên mang ký hiệu đầu lâu ở trên đỉnh đầu dư tô biết chắc hẳn đây chính là đối tượng mà cô phải lựa chọn là có ra tay giết hay không cô bám vào trên bức tường sau khi đã nhìn rõ tình hình ở bên trong cô lại nhoài trở về dư tô bay ra khỏi căn nhà và chậm rãi cân nhắc những kẻ tham gia màn chơi này có thể được chia làm hai hoặc là ba loại đó là loại người chơi bình thường hay là hung thủ hay là hồn ma như vậy thật ra xét theo bất kỳ tiêu chí phe nào có thể giành chiến thắng chung cuộc thì chỉ có thể phân ra là phe người chơi và phe hung thủ thân phận của dư tô khác với những người chơi bình thường nhưng tất cả đều có một mục đích chung đó chính là giết chết hung thủ thế thôi nếu như hung thủ là một người chơi lọc lõi thì kẻ này hoàn toàn có thể âm thầm gây chia rẽ gây mâu thuẫn giữa những người chơi để cho những người chơi nghi ngờ lẫn nhau rồi mình sẽ lợi dụng cơ sở đó để làm phần thắng việc dư tô có lựa chọn giết người chơi đêm nay hay không mới là vấn đề then chốt điểm làm khó dư tô ở trong màn chơi này là cô không thể nào xuất hiện vào ban ngày cũng không biết rốt cuộc tại sao người chơi được lựa chọn lại bị mọi người bỏ phiếu là hung thủ Vậy cách duy nhất để Dư Tô có thể tìm được banh mối Chính là lắng nghe cuộc trò chuyện Của những người chơi còn chưa ngủ Cô ngẩng đầu lên liếc nhìn lên nóc nhà Rồi chậm chậm bay lên Đến lớp ngói Dư Tô xuyên qua mái Rồi ngồi xuống ở ngay trên sàn nhà của căn phòng Ở đây không có đèn Chắc là người ta cũng đã cắt điện của căn nhà hoang từ lâu không biết những người chơi lục ở đâu ra một cây nến Nhưng ánh sáng mờ nhạt Không thể nào chiếu tới nổi trên sàn nhà Dư Tô ngồi trong bóng tối cúi đầu lặng lẽ nhìn đám người chơi ở bên dưới Chàng trai có biểu tượng cái đầu lâu ở trên đầu Độ ngoài 20 tuổi Anh ta ngồi ở sau cây nến Nét mặt thản nhiên Như thể là không ý thức được chuyện gì sắp xảy ra với mình Những người khác đều ngồi gần đó Bên trái một người, bên phải một người Cẩn thận duy trì khoảng, khoảng cách bên nhau Tất cả những người này đều không ai nói gì cả Rõ ràng là trong nhà có đến sáu người Nhưng không ai phát ra một tiếng động nào Dư tô im lặng Ngồi ở đó nhìn Cô thầm nghĩ kẻ được lựa chọn Đúng thực không phải là người thường Thường trong những màn chơi cô tham gia trước đây khi xảy ra tình hình như lúc này thì người chơi bị chọn sẽ gào thét lên khi đối diện với cái chết người thì chọn cách báo thù kẻ đầu sỏ đã hại mình kẻ thì tùy tiện ra tay còn nếu như không làm như vậy được thì ít nhất cũng phải tỏ ra hoang mang hoảng sợ thế nhưng lúc này dư tô trông người chơi này lại rất đỗi bình thường như thể là không buồn để tâm đến sự sống chết Dư Tô đang suy nghĩ thì chợt nghe ở bên dưới Có tiếng trò chuyện vọng lên Một cô gái trẻ lên tiếng phá vỡ sự im lặng Dù gì trò chơi cũng không có bốn người chơi được chọn Nhưng chúng ta vẫn có thể tìm ra được người đó là ai Chỉ cần mọi người tiết lộ kẻ mình đã bầu Là sẽ biết người phải chết hôm nay là ai Thế thôi Dư Tô nghe vậy thì nhướng mày Hóa ra không phải người này bình tĩnh, mà là do anh ta chưa biết rằng anh ta sẽ phải chết. Thực ra thì rất khó có thể chọn đúng được hung thủ vào đêm đầu tiên, dù sao số manh mối tìm được quá ít, vậy nên hầu hết người chơi chỉ là chọn bừa. Nếu như trò chơi không thông báo người bị lựa chọn là ai thì bản thân họ cũng chẳng thể nào mà đoán được. Thôi thì cứ làm như vậy đi. Tôi đếm 1 2 3 rồi mọi người cùng chỉ tay một người đàn ông trung niên đeo kính lên tiếng dư tô thôi không nghĩ ngợi nữa tiếp tục theo dõi tình hình ở bên dưới người đàn ông trung niên vừa đếm vừa đưa mắt nhìn những người xung quanh một lượt đếm đến ba những người khác lần lượt chỉ tay chỉ hướng đối phương mà mình đã chọn tình huống tiếp theo khiến cho mọi người hết sức ngạc nhiên trong sáu người chơi có hai người không bỏ phiếu nào ba người bị bỏ một phiếu người còn lại thì có đến ba phiếu nhưng đều làm Dư Tô ngạc nhiên Đó là kẻ bị bầu ba phiếu Lại không phải là người thanh niên có biểu tượng cái đầu lâu Mà là một người đàn ông có cơ bắp lực lưỡng Còn người thanh niên và người đàn ông trung niên đeo kính đó Thì lại không bị bầu một phiếu nào Dư Tô nhèo nhèo mắt Cô ngồi trên xà nhà Nhìn ba kẻ đã bầu cho người đàn ông lực lưỡng Với vẻ đầy hứng thú chắc chắn không chỉ có một kẻ đang nói dối cũng chưa chắc kẻ nói dối nằm trong số ba người này bọn họ không dám nói thật là mình bầu ai vì sợ trước khi chết kẻ này sẽ bọc thù rất có khả năng là như vậy bọn họ đều nghĩ chỉ có mỗi bản thân mình nói dối nào ngờ cuối cùng lại dẫn đến kết cục khác một trời một vực so với sự thật người đàn ông lực lưỡng kia ngẩn ra một lúc rồi sau đó biến sắc anh ta giận dữ đến độ mặt đỏ bừng con mắt trợn lên Người đàn ông nọ đứng bật dậy Trừng mắt nhìn ba kẻ đã bầu chọn cho mình Rồi nghiến răng nghiến lợi Chúng mày, chúng mày bị điên à Bị điên à Tao, tao hôm nay không có làm gì hết Chúng mày, chúng mày cũng không tìm thêm anh mối nào có liên quan đến tao cơ mà Sao, sao chúng mày lại chọn tao Một người đứng dậy khuôn mặt lạnh lùng Chọn anh thì sao Hả Anh còn biết hôm nay anh không làm bất kỳ chuyện gì sao Nếu như không phải hung thủ là thật là anh Thì tại sao hôm nay anh không hề cố gắng tìm đầu mối Anh cứ ngồi y ra đấy Tôi thấy anh chính là kẻ đáng nghi nhất đó. Người đàn ông lực lưỡng, không biết cũng không phải là loại người bẻ mép. Anh ta hùng hổ chửi bới mấy câu rồi vươn nắm đấm định xông tới đánh nhau. Hai người còn lại bầu cho anh ta cũng không thể không đứng dậy phản công cùng với người còn lại. Dù trong số những người này có kẻ không bầu cho người lực lưỡng, thế nhưng người ta cũng chẳng biết chuyện đang giận dữ muốn giết họ họ cũng đành phải tự vệ hai người còn lại lùi về phía sau giữ khoảng cách an toàn trông dáng mẻ như đang muốn xem kịch vui trong đó có một người chính là chàng trai bị bầu là sát nhân đêm nay người còn lại là một cô gái trẻ bốn người bắt đầu xông vào ẩu đả điều đáng ngạc nhiên là người đàn ông trông có vẻ rất thô kệch chỉ biết vung nắm đấm kia lại là người luyện võ ban đầu Ba người còn lại giữ được thế cân bằng với anh ta Nào ngờ mới ẩu đả được chốc lát Một người đã gục xuống Quỳ dưới đất ôm bụng đến nỗi không bỏ dậy nổi Hai người còn lại cũng lần lượt bại trận Người lực lưỡng nhổ nước bọt vào họ Anh ta nghiến răng nghiến lợi Giữ dằn gần từng tiếng một Được rồi, chúng mày muốn hại tao Tao cũng không để chúng mày sống nữa Chúng mày cứ chết Theo tao luôn đi, mẹ chúng mày Nói xong, anh ta bước ra phía góc tường nhấc một chiếc ghế lên rồi hét lớn đập thẳng cái ghế xuống thân hình ba người nọ người đàn ông trung niên thấy vậy khuôn mặt tái mét vội vàng lên tiếng ờ, khoản đã khoản đã khi nãy khi nãy tôi nói dối tôi 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 không bầu cho cậu tôi tôi bầu cho cậu ta tôi bầu cho cậu ta đó đoạn tay ông ta chỉ sang bên chàng trai trẻ người lực lưỡng nâng cái ghế cao quá đầu nghe vậy bèn khựng lại người đàn ông trung niên vội vàng kể tiếp cậu 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 thấy đâu mà nãy tôi là người chỉ cuối cùng tôi, 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 tôi chẳng qua là tôi thấy có hai người chỉ cậu rồi Lại lại không có ai chỉ cậu ta cho nên chắc mầm Người người phải chết là cậu Dù sao cậu cũng sắp chết Cho nên tôi tôi không sợ đắc tội với cậu Nhưng nhưng nếu như cậu trai kia mà biết Tôi, tôi bầu cậu ta Thì chắc chắn ngày mai cậu ta sẽ, sẽ bầu lại cho tôi Vậy nên vậy nên tôi mới hùa theo Để chỉ thế thôi nhìn một màn lộn xộn ở bên dưới dư tô có vẻ ngạc nhiên thoáng qua nhìn lên gương mặt cô gái trẻ ở ngoài cùng cô ta còn đang liếc người thanh niên rồi từ từ rời mắt nếu cô đoán không nhầm thì cô gái trẻ này đã bầu cho chàng trai trẻ nhưng khi nãy tại sao cô ta lại chỉ sang một người khác là thế nào dù hiện tại còn chưa dám chắc chắn nhưng kẻ nói dối đương nhiên là kẻ đáng nghi hơn những người khác hiện tại về phần người bị chọn đêm nay dư tô vẫn chưa quyết định là có nên giết anh ta hay không liệu có cách nào để thăm dò người này hay không người lực lượng tiếp tục quay sang nhìn sau đó không ra tay với người đàn ông trung niên nữa mà lao về phía hai người còn lại hai người này biết có đánh thì cũng chẳng thắng nổi bèn quay người bỏ chạy ra ngoài tay lực lượng liền đuổi theo trông dáng vẻ đằng đằng sát khí như thể nếu như không giết được bọn họ thì anh ta sẽ không dừng tay vậy. Cho đến khi tay lực lưỡng chạy khuất, người trung niên mới đứng dậy. Ông ta phủi phủi đất dính ở trên chân, ho khan một tiếng, giấu đi vẻ gượng gạo. Rồi nói với chàng trai trẻ. À, xin lỗi vì hôm nay tôi đã bầu cho cậu đó. Chàng trai nọ không biết mình mới thực sự là người bị chọn theo như tình hình hiện tại thì tay lực lưỡng bị bầu hai phiếu Những kẻ khác, người thì một phiếu, người thì không phiếu, không ai chết Vậy nên anh ta cũng không tỏ ra tức giận lắm, chỉ hơi bất mãn Tại sao? Ông lại bầu cho tôi Người trông niên cười khan nói Là hôm trước, lúc đi tìm đầu mối Tôi với cậu được phân cùng một nhóm Cậu tưởng tôi không biết là cậu lén bỏ đi một lát hay sao? Khi ấy chúng ta chia nhau ra tìm đầu mối ở trong hai căn phòng. Nhưng lúc tôi sang phòng kế bên, tôi tôi đã đã không thấy cậu đâu. Tôi về phòng mình chờ mấy phút mới mới thấy cậu ra. Vậy nên tối nay tôi mới bảo cho cậu như vậy. Người thanh niên lúc này cau mày, cười lạnh. <cười> Ông hay thật đấy. Ở nông thôn người ta xây nhà vệ sinh ở bên ngoài, Tôi muốn đi cầu thì đương nhiên tôi phải ra ngoài chứ. Ông đã nghi ngờ như vậy sao không hỏi tôi mà lại tùy tiện kết luận như vậy? Chẳng lẽ trước khi đi vệ sinh tôi còn phải báo cáo với ông sao? Cô gái bên cạnh nói, đáng lẽ cũng phải nói trước một tiếng chứ. Bây giờ đâu có phải thời điểm bình thường đâu. Chúng ta đang ở trong màn chơi. Có chuyện gì thì đương nhiên phải báo cho người ta một tiếng. Người thì người ta mới không nghi ngờ chứ. Thôi được rồi, coi như đi vệ sinh mà không báo là lỗi của tôi. Nhưng chỉ có mấy phút thì tôi làm được gì? Chàng trai nhìn người đàn ông trung niên sắc lẹ không biết ông chơi được mấy màn rồi mà sao ông hành động ấu trĩ như vậy. Người đàn ông trung niên cười ái náy, à, à, tôi tôi xin lỗi. À, cậu cậu đừng có giận, dù gì người bị bầu tối nay cũng không phải là cậu. Từ ngày mai nhất định là à, tôi tôi sẽ cẩn thận hơn." Cô gái cất lời giảng hòa chẳng mấy phút mà bầu không khí cũng dịu xuống dư tô ngồi ở trên sàn nhà im lặng suy nghĩ dù cho có là người chơi mới hay nhiều kinh nghiệm đi chăng nữa thì cũng không đến nỗi là một chuyện khả nghi mà lại không báo cho mọi người một tiếng như vậy chàng trai này có khi là có vấn đề thật rất lâu sau ba người chơi còn lại vẫn chưa thấy trở về dư tô đợi một lát những người trong nhà đã chuẩn bị ngủ say màn chơi chỉ vừa bắt đầu họ cũng chẳng thể nào thức trắng cả đêm được bắt buộc phải ngủ một giấc nhưng sau khi thương lượng với nhau bọn họ quyết định mỗi lần chỉ để cho một người ngủ hai người còn lại phải canh thức cả đêm vậy thì dù trong ba người có một kẻ là hung thủ cũng không thể nào nhân lúc hai người kia ngủ để ra tay hãm hại bọn họ dư tô không tiện ra tay bèn chán nản ngồi ở trên sàn nhà đợi đến khi ngọn nến ở trên sàn đã cháy gần hết Đột nhiên cửa ra vào bị ai đó đá bung ra Người đang nằm ngủ ở bên trong sực tỉnh Hai người chơi gác đêm cũng sửng sốt giật mình Dư tô cúi đầu nhìn Thấy tay lực lưỡng kia trở về một mình Người đàn ông trông niên lo lắng lùi về phía sau vài bước. <laughs> hai, hai, hai người kia đâu? Tay lực lưỡng quay sang nhìn ông ta Vẻ hung ác trong mắt vẫn còn chưa tan Gã nghiến răng nghiến lợi Một tên thì chết rồi Tên còn lại chắc là cũng sắp đi đời rồi <laughs> Vẻ mặt của mấy người là sao Là sao Có gì đáng sợ sao Khi đào ma đến tôi sẽ thịt luôn cả nó Dư tô nghĩ bụng Rõ ràng là tôi đã làm gì đâu Mà anh đã định thịt cả tôi như thế suy nghĩ một hồi cô bèn đứng lên bay xuyên qua trần nhà rồi bắt đầu đi loanh quanh quan sát được vài phút thì cô bắt gặp một người đầu của người này bị đập nát trên đầu đỏ lòm lòm toàn là máu gương mặt còn hiện rõ vẻ kinh hoàng tuyệt vọng trước khi chết dư tô lần theo dấu chân bay thêm một lúc cô tìm được người còn lại Người này vẫn còn chưa chết Thế nhưng đầu của anh ta cũng bị đập Đến trào máu Đang nằm thở thoi thóp Dư tô ghé lại gần nhìn Người nọ lúc này cũng đã nhìn thấy cô Nhưng trong tình huống này Thì anh ta cũng chẳng còn hơi sức đâu Để mà phản ứng nữa Đúng như lời tên lực lượng nói Chắc là anh ta cũng sắp chết đến nơi Dư tô thầm nghĩ Đêm nay tên lực lưỡng đã giết hai người Tổng cộng vậy là chỉ còn có bốn người Cô có thể tiếp tục chờ đợi Không nhất thiết phải giết chàng trai trẻ kia Ngay trong đêm đầu nữa Nếu như cô lại giết thêm một người nữa Vậy thì chỉ còn sót ba người Sau màn bỏ phiếu đêm mai Rất có thể là trò chơi sẽ kết thúc Lỡ như bọn họ không bầu ra hung thủ Đến lúc đó thật là rất phiền phức Lúc cô trở về căn nhà trọ vừa mới bay đến sân cô đã thấy cửa gian phòng chính bật mở cô gái trẻ từ bên trong bước ra vừa ra khỏi cửa khi nhìn thấy dư tô đứng ở trong sân cô ta ngẩn ra rồi hét toáng lên những người bên trong vội vàng lao ra dư tô vừa nghĩ đến việc tránh mặt đi thì thân thể biến mất ngay tức khắc rồi hiện lên trên trần nhà cô nghe người đàn ông trung niên ở bên dưới hỏi có chuyện gì cô hét cái gì vậy Cô gái nọ hoảng hốt đáp Bạn ấy, tôi, tụi thấy một con ma ở ngoài sân đó. Nó là một đứa trẻ chắc chỉ độ 3-4 tuổi gì đó Người nó ướt dầm dè Mặt mũi nó ngâm nước đến thối giữa cả da thịt Trông, trông nó cực kỳ đáng sợ đó Dư tô ngẩn ngơ đưa tay sờ lên mặt mình Rồi cúi đầu nhìn Cô thấy có một lớp da trắng bạch nhăn nheo ở trên tay Quả thực là đáng sợ Bốn người chơi tìm kiếm một hồi Sau khi không thấy cô Họ quay trở lại nhà Cô gái trẻ kia năn nỉ một hồi lâu Người thanh niên bèn cùng cô ta đi ra ngoài Đưa cô ta đến trước cửa nhà vệ sinh Người thanh niên đợi ở bên ngoài Giờ anh ta chỉ có một mình Muốn giết người thì có lẽ đây chính là cơ hội tốt nhất Nhưng Dư Tô không ra tay Cô không muốn mạo hiểm Dù độ khó của màn chơi này không cao Nhưng cũng có khả năng thất bại Sau khi người thanh niên và cô gái kia quay về gian chính Dư tô lại bay xuyên qua lớp mái ngói Tiến vào nhà Cô áp sát trên mái ngói Lặng lặng lắng nghe đám người chơi nói chuyện Bây giờ cũng đã có một người chết rồi Nhưng người còn lại Người thanh niên nhìn gã lực lưỡng Anh chắc chắn là cậu ta sẽ chết chứ <laughs> Chắc là giờ cũng chết rồi Người thanh niên lại nói Như vậy là loại bỏ được hai người hung thủ sẽ là một trong số bốn người chúng ta Cô gái trẻ dè dặt liếc người lực lưỡng Muốn nói gì đó nhưng lại không thốt lên lời Dư tô thầm nghĩ Chắc là cô ta đang muốn nói Kẻ lực lưỡng mới là kẻ đáng nghi nhất Bởi vì hung thủ là kẻ Ngóng những người khác chết nhanh nhất Người lực lưỡng bị mượn cớ Bị mọi người bỏ phiếu Giết hai người chơi Có lẽ đêm nay anh ta sẽ ra tay thủ tiêu sạch những người còn lại Thế là xong nhiệm vụ Nếu gặp về tình huống này Dư tô quả thực cũng bất lực Bởi vì luật chơi quy định cô chỉ có thể chọn giết hoặc là không giết người bị bỏ phiếu Không được phép động tới những kẻ khác Vậy nên cô chỉ có thể hy vọng những người còn lại đừng có kém cỏi quá Nhưng có lẽ tay lực lưỡng nọ không phải là hung thủ thực sự Nếu không bàn nãy Khi chàng trai và cô gái nọ ra ngoài Anh ta có thể giết luôn người đàn ông trung niên Rồi kẻ này đủ mạnh Sẽ giết nốt ông ta một cách dễ dàng Vậy hung thủ thực sự là một trong ba người còn lại Dư tô thầm thở dài Bay xuống khỏi mái nhà Lựa theo ký ức để tìm đến nhà trưởng thôn Vẫn còn một chút thời gian Cô không thể chỉ dựa vào biểu hiện Của những người chơi Để đoán ra hung thủ Chỉ đành tự thân vận động Cô sẽ đích thân tự đi tìm manh mối Căn nhà nằm ở cuối làng Dựa lưng vào núi Trên núi trồng đầy những trúc Nhìn từ xa căn nhà và rừng trúc sau núi Như liền thành một mảng trông đen đặc có tiếng gió thổi ù ù qua những cành cây xào xạc nghe đến rợn cả người dư tô bay đến trước cửa nhà cô đi xuyên qua dù cho có điểm tăng cường thị lực thì cũng khó mà nhìn được khung cảnh trong tình trạng tối om như vậy cô suy nghĩ lưỡng lự một chút sau đó liền vươn tay bật đèn lên dù sao ở đây cũng đã từng có người chết bị ma ám thì cũng là chuyện bình thường thôi sau khi đèn được bật sáng dư tô mới thấy trên nền đất và đồ đạc có rất nhiều những vết máu đã đen kịt vương lại ở trên bàn trên ghế dư tô liếc mắt nhìn mà không nén được nở một nụ cười lạnh lùng khi ấy người ta nhìn thấy cha ruột của cô là tô quốc đống có vết máu trong tay nhưng hồ sơ lại không thấy ghi trên người ông có chỗ nào khác bị dính máu. Vậy ắt hẳn là không có thật, nếu không cảnh sát sẽ không bỏ sót, không ghi vào hồ sơ một chi tiết quan trọng đến như vậy chứ. Dư Tô đảo mắt suy nghĩ, sau đó cô tiếp tục quan sát tiếp. Ở trên hiện trường là máu phun tung tóe, kẻ sát nhân cũng bị máu bắn lên người mới đúng. Họ ép cung, họ uy hiếp là chính họ dụ dỗ Tô Quốc đống nhận tội giết người những kẻ này đúng là một đám người hùng công lý thế nhưng đến người như cô mà còn cảm thấy sai trái vậy chẳng lẽ những người thụ án là cảnh sát họ lại không nhìn ra được hay sao chỉ vì muốn bớt chuyện mà họ tùy tiện tìm ra một kẻ để định tội hay hung thủ thực sự là một kẻ có quyền cao chức trọng dư tô không suy nghĩ nữa bắt đầu kiểm tra thật kỹ căn nhà màn chơi lần này được đặt bối cảnh là thời điểm sau khi mẹ ruột bế cô nhảy sông tự sát không lâu khi hai mẹ con tự sát vụ án của trưởng thôn cũng chỉ mới xảy ra vậy là hiện trường của vụ án hẳn là còn tương đối hoàn chỉnh dư tô tiếp tục kiểm tra thật kỹ căn nhà nơi ba thành viên trưởng thôn bị sát hại cô lục soát từ phòng ngủ lùng tìm thật kỹ lưỡng từng phòng một Nhà trưởng thôn có tổng cộng 3 phòng ngủ Một gian nhà chính Một phòng bếp Và cả nhà kho đựng đồ linh tinh Dư tô bắt đầu tìm từ phòng ngủ phía bên tay trái Cô để ý thấy Có dấu vết đồ đạc bị lật lên Chắc là hôm nay đám người chơi hẳn cũng đã tìm kiếm ở đây rồi Bọn họ có lẽ không thấy manh mối nào hữu ích Chứ nếu không thì đêm nay bọn họ cũng không có chọn bừa như vậy Dư tô thấy tấm ảnh gia đình của trưởng thôn treo ở trên tường là một tấm ảnh đen trắng hình chữ nhật dài chừng ba mươi cm trường thôn là một người đàn ông trung niên bên cạnh ông ta là người vợ đang nở nụ cười hạnh phúc cô càng gái nhỏ ngoan ngoãn đứng ở đó có vẻ ba người nhà họ đã đi đâu đó du lịch đằng sau có một tảng đá khắc chữ cùng với một gốc tùng mọc xiên xẹo dư tô suy nghĩ cô hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào với những người này thôi không nhìn nữa dư tô tiếp tục tìm kiếm manh mối nhưng rồi đột nhiên lại nghĩ ra điều gì cô bay lại gần gỡ khung ảnh xuống đây là nơi vô cùng phù hợp để giấu đồ cô không thể tùy tiện bỏ qua được ngay khi mở khung ảnh dư tô nhìn thấy một dòng chữ viết tay ghi chú ngày tháng cô treo lại khung ảnh tiếp tục tìm kiếm những nơi không được kín đáo dư tô chỉ lục soát qua loa bởi vì hẳn những người chơi cũng đã lục soát rồi Cô chỉ tập trung vào những chỗ như góc sâu trong kệ tủ Ở bên trong hoặc ở dưới ngăn kéo Đến cả trên đỉnh màn cô cũng không bỏ qua Cũng vì tìm kiếm rất kỹ Cho nên việc tốn đến hơn 40 phút Mới lục xong một căn phòng Khi kiểm tra xong căn phòng thứ hai Vừa mới tiến vào căn phòng tiếp Còn chưa kịp động vào thứ gì Đột nhiên mắt của Dư Tô hoa lên Cô bị lôi về dòng sông nước sông lạnh buốt bao phủ lấy cơ thể đến mức dư tô phải dùng mình nhưng vẫn chưa đến giờ tạm thời cô chưa có dạng cảm giác chết chìm cô chìm dần xuống đáy sông yên tĩnh chờ đợi ngày thứ hai đêm nay cô thu được rất ít thông tin không chỉ cô mà cả những người chơi khác cũng không tìm được manh mối dư tô lo lắng sợ rằng đêm nay người đàn ông lực lưỡng nọ đã giết đến hai người chơi vậy e rằng là hung thủ sẽ ra tay người đàn ông lực lưỡng rất mạnh ba người còn lại có vẻ không là đối thủ của anh ta được nếu như hung thủ muốn ra tay thì ít nhất phải loại bỏ từng người chứ không thể nào trắng trận động thủ trước mặt đám người chơi nếu như muốn loại bỏ từng người thì phải đơn độc đi cùng với người chơi sau đó giết họ chỉ cần người đầu tiên bị sát hại thì hai người còn lại sẽ nhanh chóng phát hiện ra hung thủ là ai Vậy nên hung thủ phải tính toán thật cẩn thận Mới có thể đạt được mục đích Xem ra màn chơi này Cũng rất thử thách những người chơi Có lẽ ngày mai Tạm thời sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu Màn chơi cũng không đơn giản mà kết thúc nhanh được Nghĩ như vậy Dư Tô từ từ nhắm mắt lại Làm một cái xác chết ở dưới dòng lòng sông hết tập 5 quyền 10 Kính thưa quý vị và các bạn Vậy là chúng ta đã Có lẽ là cái màn 14 đến như vậy là kết thúc được rồi Đúng không ạ? Nó hơi hụt hẫng một tí Tôi hy vọng nó kịch tính hơn Nhưng mà như vậy cũng được rồi Dư Tô đã qua màn 14 Sang màn 15 Thôi chúng ta sẽ không chia thành quyền 11 nữa Đúng không? Để luôn thành ở trong quyền 10 này đi Chỉ còn một hai tập nữa là hết rồi à, Chúng ta đã thấy là cái cái màn chơi số 14 bốn tôi thấy cá nhân tôi thấy thì nó hơi bị mù mịt một tí nó giống như là để cho Dư tô biết được cái quá khứ của mình thế thôi đó để cho cô nhận ra cái quá khứ của cô thôi vậy chúng ta sẽ chờ đợi tiếp tục điều gì sẽ chờ đợi dư tô ở cái màn chơi cuối cùng khi mà cái vai trò của đã hoàn toàn thay đổi lần này cô là ma xin chào và hẹn gặp lại